Cười mến chào các bạn và cô chú anh chị em. Mời các bạn và cô chú anh chị em về miền Tây tham quan, về cao ăn thị trường ăn trái như thế nào, nghe bà con cô bác anh chị em. Cây mà trái ít có người sử dụng, chỉ 1% người sử dụng thôi bà con cô bác. Đó là cây cao của mình đó, bà con cô bác anh chị em. Cây cao ít người sử dụng, dân số thì ít có người ăn lắm, chỉ còn những người lão năm xưa hay là ông lão ông cụ mình xưa đó là sử dụng cây cao này thôi, cây cao để ăn trầu bà con cô bác. Còn thực tế cây cao này bây giờ thì thị trường bây giờ là chủ yếu là dùng cho cao phong tục mình thôi bà con cô bác anh chị em. Phong tục cúng kiến đám cưới đám hỏi. Thị trường miền Nam cái trái mà ăn được thì nó không có giá bà con cô bác anh chị em. Mà cái trái ăn ít người ăn mà lại nó có giá bà con cô bác. Tại vì dựa vào phong tục miền Nam, phong tục của Việt Nam của mình xưa giờ đó bà con cô bác, nó cũng dùng nhiều món cúng hỏi đám. Còn cái trái ăn được như là mít bây giờ nè, bà con cô bác, rồi ổi Đài Loan nè, như trái mít đi, trái mít bây giờ trong vườn thuộc chỉ có 3.000 một cốc một ký thôi bà con cô bác anh chị em. Còn ổi Đài Loan bây giờ thì dân bây giờ là nghỉ bọc rồi bà con cô bác, không còn bọc nữa, tại vì giá rẻ quá, bọc lỗ công lỗ xốp. Nguyên nhân mình nói là lỗ công lỗ xốp đây á, là bọc phải có lời, làm phải có lời, làm mà lỗ dân làm chi bà con cô bác anh chị em. Làm phải có lời kinh tế mới có phát triển nổi bà con cô bác, chứ tự nhiên đem ra bọc xốp rồi phân bón này kia rồi đem ra đổ sông đổ biển rồi không có lời lỗ công nữa, thà là mình ở không còn sướng nha bà con cô bác anh chị em. Theo mình khảo sát, mình bé cao trong vườn á thì khảo sát ha, bà con đa số bà con nói là cây cao năm nay á, thị trường năm nay là ăn rất có giá, ổn định hơn là so với cây ăn quả ở miền Nam mình bà con. Thị trường cây ăn quả bây giờ nó bấp bênh do cây mít nè với ổi, bây giờ bà con bà con không có lợi bao nhiêu đâu bà con. Cây mít á thì phân thuốc một năm bà con thu hoạch á, nếu mà nhiều là cả 5 trái, ít là cả 3 trái 4 trái. Rồi bà con tính đi, ký 3.000 đó phân thuốc bây giờ chết may rồi bà con cô bác anh chị em, chứ không phải là còn ở dưới đất đâu. Chi phí rất nặng, bà con không có lời bao nhiêu, giá cả bây giờ thấy bấp bênh rồi. Bảy cò phải không? Một thiên mốt.
ca bẻ luôn. Chê bẻ, chê là nghỉ bẻ luôn quá. Cái này xây nhà tường được rồi, ở nhà lá quá trời nè. Này xây nhà tường ha. Không ở nhà lá, bây giờ xây nhà tường đi. Rồi, cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi video của mình. Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn bà con, cô bác, anh chị em gặp video phần tiếp theo. Đừng quên cho mình một like và một đăng ký. Chúc bà con một ngày vui vẻ.